Kính thưa quý vị, tục ngữ Việt Nam có câu đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Sophie Bảo Trân kính mời quý vị đến với chương trình What's Up, tìm hiểu những kỳ quan thế giới, những danh lam thắng cảnh, những công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga, các tượng đài kỳ vĩ uy nghi, phong tục tập quán đa dạng, nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhiều phóng sự nổi bật. Không những thế, đến với chương trình What's Up, quý vị còn hòa nhập với thiên nhiên, thân thiện với muôn loài, gần gũi với cuộc sống đời thường, thưởng thức các món ăn dân dã khoái khẩu và khám phá nhiều điều mới lạ, độc đáo. Hãy cùng với Sophie Bảo Trân tiếp tục ngụp lặn trong mọi ngóc ngách của cuộc sống nhân loại qua chương trình What's Up được phát sóng mỗi ngày trên đài Little Saigon TV. What's up?